Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Hoàng sẽ quay clip vừa đắp bột vừa quay lúc Hoàng làm khách cho mọi người xem nha. Thì đây, Hoàng sẽ đắp cái bộ này. Ở dưới đây thì Hoàng sẽ đắp bột clear nha. Ở trên có cái hũ clear đỡ mọi người. Cái hũ tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Đây, thì Hoàng sẽ chấm vô. Hoàng bỏ ra tờ giấy đó, để cho nó khỏi dính lưu quỳnh vô cái hũ thì nó bị cứng lại. Nên đổ xuống tờ giấy nên Hoàng chấm chấm vô nè. Đó. Thì cái glitter này thì nó sáng hơn cái bột nha mọi người. Nên người khách thích cái kiểu này hơn. Đó. Là một ngón. Rồi Hoàng đưa cho người khách xem nha. Đó, nhìn nó sáng sáng. Nhìn lấp lánh. Nhìn đẹp không mọi người. Đó. Thì dưới mình đắp một lớp clear mỏng nha cả nhà. Rồi mình chấm chấm lên thôi. Trong khi nó đang còn ướt á. Rồi thì ở đây Hoàng sẽ đắp bột nung. Nu xong Hoàng sẽ cũng kéo hết ngón nha mọi người. Rồi Hoàng lấy cây cọ Hoàng đi chéo xuống nè. Đó. Phút dưới thì Hoàng đi mỏng nha. Xong Hoàng lấy cây cọ Hoàng lấy bột nó đi cái phần dưới. Rồi ở đây Hoàng sẽ chấm cái glitter hồi nãy lên mọi người. Và mọi người có thể bỏ clear lên rồi mình chấm chấm cái này lên cũng được nha. Còn không thì Hoàng bỏ đại lên luôn. Cái này thì nếu mà mình lấy con dao á mọi người thì mình cắt á thì nó sẽ đẹp hơn nha. Cắt cái nhìn cái đường line thì nó sắc sảo hơn nha. Nhưng mà Hoàng cứ làm vậy rồi chút nó Hoàng đi Hoàng vẽ, Hoàng lấy cái cọ chút mọi người khách thích cái màu outline là màu màu outline là màu xanh nên chút Hoàng sẽ lấy cái cọ màu xanh Hoàng đi một cái line từ mỏng lợt ngay cái chỗ đó nha. Rồi thì ngón này Hoàng sẽ đắp kiểu ombre nha mọi người. Đó, ở dưới đây Hoàng sẽ chơi nửa móng 80% đắp 80% bột màu nu. Rồi ở trên Hoàng sẽ bỏ một chút xíu bột clear lên nè. Rồi Hoàng cũng chấm vô cái glitter đó. Hoàng đi kiểu giống ombre vậy mọi người. Nói chung bộ này là freestyle nha mọi người. Kiểu giống vậy đó nên cũng tùm lum tá lả hết. Đó, mấy kiểu này nhìn vậy chứ cũng cũng đơn giản, rất là dễ làm luôn nha mọi người. Đó, chấm cho nó đều. Cái bột ombre á thì mình có thể mình đi ombre mình phớt xuống thì nó sẽ phay lên. Nhưng mà đối với cái glitter này thì mình sẽ lấy cái cọ mình chấm vô nha. Rồi, ngón này thì Hoàng cũng sẽ đắp hô nguyên ngón bột màu nu luôn nha mọi người. Nó chỉ kéo hai bên thôi nha. Chánh giữa Hoàng không có đụng đậy vô cho chánh giữa nó có độ dày. Mình chỉnh bột là hai bên để có gì mình dũa mình đắp bột đẹp rồi mình dũa nó dễ dàng hơn cho mình nha mọi người. Đó, trong thời gian Hoàng vừa đắp bột thì Hoàng cho người khách cái rổ treo mọi người thì cho người khách lựa màu luôn. Rồi. Đây, bây giờ Hoàng sẽ bỏ bột clear cover hết nguyên ngón nha. Bột clear thì nó giúp cho cái móng cái bột nó rất là chắc luôn nha mọi người. Rồi nó cũng dễ đắp nữa nên Hoàng sẽ đi cái độ dày lên trong chút xíu. Vì khu của Hoàng khách rất là thích làm dày luôn. Còn nếu mà khách thích mỏng thì mình có thể đi mỏng lại, không sao hết nha. Nhưng mà mình cũng phải đi một lớp bột clear cover lên lại. Dũa nó không có bị mất bột nha mọi người. Đó, kéo hai bên thôi cho hai bên nó ôm sát vô luôn nha. Ngón này cũng vậy. Hoàng thì đắp bột rất là sát cuticle luôn nha mọi người. Giống như mỗi người mỗi kiểu đắp quen, có người thì đắp cách cuticle khoảng 1-2 sợi tóc, còn Hoàng thì Hoàng đắp sát luôn mọi người. Đó, mỗi người thì mình thích cái kiểu nào thì mình áp dụng kiểu đó thôi, miễn sao mình ra cái bộ tay thấy nó đẹp rồi khách không cự là ok. Nói chung mỗi người mỗi cách làm mà mọi người. Ai 10 người làm nail mà mỗi người một làm mỗi cách khác nhau, giống như dip hoặc kiểu đắp bột. Có người thì đắp bột ướt, có người thì đắp bột khô chút xíu. Thì mỗi người mỗi kiểu thôi. Nên mình thích đắp kiểu nào hợp với cái quay của mình, hợp với cái phong cách của mình thì mình cứ làm kiểu đó nha. Hơi mỏng chút xíu thì mình sẽ cho một lớp bột clear nữa.
Này là hoàng đắp lưu bình thường nha mọi người, trừ khi đắp mobile với đắp ombre thì hoàng sẽ đắp lưu bình solar, nhưng mà đối với bột, tất cả loại bột luôn là hoàng đắp lưu bình thường hết. Đại hoàng lấy nước nhiều nhiều á mọi người, nên nó chảy chảy vậy đó, chứ không phải là hoàng đắp lưu bình solar đâu. Rồi xong mình kiểm tra lại nè, đó hoàng lấy cây cọ hoàng vuốt vuốt cho nó bóng lên mọi người, còn nếu mà bị mess up hay là thiếu bột gì đó là hoàng, nó nổi rõ lên là hoàng thấy cho nó dễ nha. Rồi nhớ bỏ primer lên nha mọi người, mình mà quên cái bước này á thì móng nó sẽ bị lip, nó sẽ dễ bị rụng hơn nha. Rồi cứ vậy mà đắp tiếp tục nha. Thì trong cái video này hoàng sẽ quay cũng một người khách luôn, nhưng mà hoàng vừa quay đắp bột, hoàng vừa quay kiểu hoàng đang service người khách cho mọi người xem nha. Đó, vuốt một bước đường nè, rồi bỏ leader lên vậy là thôi nha mọi người. Hello. Tonight, right? The fight. Mm-hmm. Oh, okay. At home or where you go? Now I'm going to my job and in the bar. You gonna get drunk tonight? Mấy chộp rồi đợt đó chị lên đó giờ nó xem giờ làm nó every day 8:39. Yeah. Oh, maybe it's low today, huh? No, they go. Huh? It's Saturday. Yeah, but they go watch the fight, so it's gonna stop customer at maybe 7. Này bữa nay mày lên sớm mày gặp sát thủ rồi con. Ở đây cũng là sát thủ nè. Con của Hoàng làm cũng là sát thủ nè mọi người. Nguy hiểm lắm. Khách đây nguy hiểm lắm mọi người. Khó lắm. Toàn là thứ dữ không à. Tại vì chị biết sao không? Quá ngã. Rồi bây giờ hoàng sẽ vỗ khách, vỗ này tay quá rẻ luôn mọi người, khách này cũng thuộc dạng khó xíu. Wow. Đắp xong mà nó có sếp này vũ cũng dễ luôn rồi. Con đó lâu lâu nó cũng tới một lần ha. Chọn cái tay lên vuốt cho nó dễ. Người khách này đắp rất là dày luôn. Bỏ bi đám nổ tiền trên màn nó chưa phím bỏ bi gì màu hồng vậy. Đi đâu mặc màu hồng vậy. Ngay một màu đỏ. Nhiều đi bỏ đi quay phím bỏ bi đi. Mặc ngày quay mà tím rồi màu hồng hả? Đi bố quay thì phím bỏ bi là phải mặc màu hồng. Giờ vũ chạy trên kia còn nghe không? Gia đình kia mặc màu hồng luôn. Mặc cái phim đó đó, bỏ bi đó. Mình đắp bột đẹp còn chỉ cần vũ ở trên thôi. Sáng tính ha. Mà sáng tính mấy cái màu hồng luôn mà sợ hơi lố thôi. Đúng không? Đang nổi tiếng cái phim đó mà. Có không? Cái phim màu hồng hả? Phim bao bì. Bao bì hả? Màu hồng nó có cái chữ bao bì đó. Em là em không biết cái gì phim rồi đó, đi làm mà chỉ biết neo thôi à.
làm 7 ngày một tuần, tối về ngủ thôi, không biết cái gì về phim hết. Giờ nói về Neo thì quả mai em còn biết, giờ nói về mấy phim phim nào hot hot mình cũng biết á. Biết chỉ có công việc, cái công việc thôi mọi người. Ơ, sống bên Mỹ nào nè. Nhiều khi cái tivi mình để nhà mà không bao giờ xem luôn. Chỉ có mình với chiếc xe làm bạn nè. Ngày nào cũng nắm tay gái làm tay á, biết có nhiều bạn hỏi nắm tay gái còn cảm giác không, nói là mất hết cảm giác luôn. Who play with who? That's just the same thing. Tối nay có cái game đánh lộn á, cái game nó lớn lắm, chắc cũng khách sớm á. Con này nó giấu tự nhiên. Cái gì? Đắp bộ của bên kia khỏe hơn ha. Con này chút nữa nó dễ vời nữa. Rồi xích mà. I don't know how to say his name, start with a G. Hôm nay thứ bảy mọi người, nên thứ bảy nên mình làm, mình phải tranh thủ, mình đua, mình làm nhanh xíu mọi người. Nhiều khi không có thời gian, muốn ngồi giải thích cho mọi người xem cái cách mình làm á, và nhiều khi cũng có giải thích thì ngồi làm á thì nó mất tập trung mọi người, làm nó không có được nhanh. Nhưng mà hôm nay thứ bảy chẳng quen biết cho mọi người xem nên làm là lẹ một xíu nha. Mình đắp đẹp rồi mình chỉ vũ trên kia thôi, còn ngang nè, đừng có vũ trên kia, trên mặt móng mất thời gian đó. Mình mà kỹ quá một ngày mình làm maximum là 600 đô cùng mọi người. Còn mình mà làm giống như mình kỹ mà đừng kỹ vừa vừa thôi, mình đắp bột mình vũ trên cubicle thì mình làm có thể lên được tới ngàn. Làm mấy người khách khó thì cũng vừa khó mà vừa trả giá đó mọi người. Làm không làm luôn. Nhiều khi đưa vô hết kẹt mà mình cũng làm đại thôi, chứ giờ từ chối hay sao, khó cũng khó. You stay close here? Yeah. Like five minutes? The street. That's okay. In the houses. 3 minutes. Oh, okay.
I stay 30 minutes. You be here early? You here every day? Yeah, I work here every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. But Tuesday, they close. Oh, yeah. Yeah, but I work every day. No, just sitting in bed. Yeah, just sitting, no Wi-Fi. I'm about to go to the gym. After this? The gym. Oh, the gym, man. Work out, man. Yeah. You work out too? Yeah, let me show you. What? Which one? Planet Fitness. Oh, okay. I go to that one too. What? I can't say it. Me before. Oh. Oh. How many pounds? 307. 307? A lot. 300 and mấy pounds. Okay. How many pounds? Now 197. 197. Okay. 300 and mấy pounds. Xuống còn 100 mấy. I'm trying to get to 160. You want to get 160? I want to get to. Okay. What's on him? Rồi, có cách để rửa tay rồi, mình sẽ dễ hơn. Giờ dọn dẹp chút xíu nha, xíu quay lại cho mình xem. Hoài hết á. Cứ bình tĩnh mà làm. Cố gắng là được à. Nhiều khi quay YouTube theo cho mọi người xem vậy chứ ngoài đời thật đó làm nó giống vậy mọi người. Làm bị khách cự là chuyện bình thường nha. Nhiều khi mình làm hết 10 ngón kêu cắt xuống là không trả tiền cắt xuống nữa. Giờ dễ tip cho người khách. I want to design somewhere. How many of them can you put it on? Like, will it look right on this? On the glitter? Oh, what? Will it look right on the glitter? Which one? The little square thing, will it look right on this glitter? If you want it. Because I want a design on one of these things. Không chịu trả tiền mà đòi hỏi nãy giờ luôn. Gì cũng muốn á. Vô ca này mới thấy sớm vô ca là khó được. Kệ mọi người, mình cứ làm đi, tới đâu tới thôi. Cứ We going to do a design on this one. You want design, what design you want? Because this one I do outline like that. See? I don't know, you can. How you want design? What? You want to draw something? How you want? Yeah, or I just want diamond. Diamond? You want diamond? Yeah. How you want diamond? Freestyle? Mm-hmm. Đó, mấy cái này là ngoài đời thật làm nha mọi người. Làm mà khách đòi hỏi rồi đó. Nhiều khi làm xong mà chưa chắc là xong nha. Làm xong rồi nó nói nó không thích rồi. Nó kêu mình tháo ra là mình mất thời gian của mình rồi.
vừa mất thời gian vừa mất tiền đó mọi người. Bởi làm cái nghề này mình phải lanh lanh lên chút xíu nha. Đó, ngó từng ngón luôn kìa. Tay này khoảng trăm mấy mà lấy có okay. Khoảng trăm mấy mà lấy có rẻ hết mấy mức hết mấy chục luôn, còn khó khăn nữa. See, I'm gonna get some square next time. I always get coffee. Yeah, you grip the way they want. Yeah, I'm gonna get square. Nhưng mà không có làm khó gì được mà mọi người. Mình đã chịu làm cái nghề này rồi, mình biết cách mình xử lý hết. Chứ cái gì nó cũng dễ quá rồi. Cái gì nó cũng dễ quá thì mình làm đâu có giỏi đâu. Phải có khó khăn trong đó chút xíu mình mới cố gắng làm được. Why I don't do cash out? Oh, Zelle. And now I gotta set it up. Oh. Y'all don't like cash out? It's not good. Okay. How do you want design? Freestyle diamond? No, because I don't like big diamonds. Oh, how do you want? Because I think shiny already. You don't need design. No design. Can yeah, do some diamonds, I think. Freestyle. No, I don't want. I don't like big diamonds. The smallest one. Biết làm luôn á. Làm không chịu tháo ra không công hơn. Them the smallest. You got smaller. Just this one. You got the small. Just more like that. You want on the cubicle or how you want? Hỏi gì cũng biết rồi trời. Hỏi gì cũng biết đó sao làm. Dương không? Or you want go straight? 15 phút nha. You can do yeah, do straight, I guess, right on there. Do straight? Yeah. But small one they don't show. This one they show. This one you do pedicure and nail. Okay. I tell somebody do her pedicure, she say no, this one you. No, I talk to you. Okay, just look at it. Look at it and tell me what you want. Very beautiful. Ai vô thấy? Ai vô đó? Tao nói tiền thắng chứ. Ủa cái con nó giống nhờ bữa cái con tao làm hả ta? Muốn cân liền, ai làm vô chừng rồi cũng chạy như phơm đi so vô chi. Chị ơi, chị bán ăn giùm được không chị? Bà đó bất kỳ lắm. Trời ơi, cái con mà bữa mà tao làm bả mà bả hẹn mà xong bả đi về mày nhớ không? Mà bữa sau bả tới á. Nó chưa thấy mặt rõ nữa. Con người chứ A đó. Mà xong rồi bữa đó mày làm con của bả 40 45 gì đó. Sao vậy? Ừ, bà đó bất kỳ lắm. Phải chứ A hay đang mày đen. Do a diagonal. Like what? Diagonal. Like, all you want... Yeah. Oh, no kid. I polish her toe. Hay là mày làm tay đi, tao làm chân thôi. Bà đó khó lắm. Oh, wow. You want like that? No. Yeah. So, your nail 85, okay? Thôi, tao làm chân cho. À, chuyên mày đôi chân nail hay đúng không? Thôi. Ờ, tao làm chân cho. Mày ơi, mẹ ôm gặp mày á. Má biết đâu cái chân nó có không? Thảo ơi. Mẹ ơi, còn hồi nãy đòi làm tay chân luôn mà, làm đi. Thôi, làm giùm mấy bạn hốt giùm đi. Tối bụng có vô ăn chứ. Mình cũng đói lắm bạn. Làm tiệm nail tối ngày vậy mọi người. Cách vô cũng chịu làm thôi. Nhường qua, nhường lại.
khách dễ, khách khó ôm luôn, khách dễ thì nhường qua nhường lại, nhìn người ta nhìn vô tưởng cưng lắm, tưởng giống như là thảo lắm. Mới nay xong ship xong rồi hả? Tiệm thì toàn thợ chiến không mà vô mấy ca này cũng đuối luôn á. Làm cái khu này mình phải mạnh mẽ, lanh lẹ lẹ nha mọi người. Mình mà không lanh á, mình làm không lại đâu. May là lanh như Hoàng nha, còn làm lại người ta nữa. Không biết chuyện nhớ con đó chưa ta? Cái con mà hôm bữa What about Apple Pay? No. Nhỏ đó là cái nhỏ ở bữa mà chị thấy nó đi ra, nó đợi em á, mà em bắt con khách á, xong nó đi ra rồi, chị thấy nó đi ra nhớ không? À. Nhớ chưa? Được rồi. Ừ, nó đó. Em tự sống rồi lại biết con được có đi về. Đúng rồi. Rồi bây con người con với phạt cái tiền, nó đơn nữa là ai làm nữa, con đôi em bên dưới chân của ông phạt, trên đôi ông phạt. Những cái cảnh này là những cảnh thực tế nhất nha mọi người. Thì nói chung là mình không có ý gì hết. Thì tiệm nail thì làm vậy thôi. Có bên được xin giáo kỳ có bên phạt. Vậy đâu phải chữ A đâu. Rồi chữ A chứ chữ gì? Mẹ của bà bên phát kìa. Thì bà chữ A nhưng mà bà đẻ đến Mỹ. Giống như Du là chữ U. Tại trước là Du đẻ trong cái lô. Tôi nghe má của bạn nói vậy á. Dạ. Rồi bây giờ Hoàng sẽ xuống đổ nước tinh sơn cho người khách nha mọi người. Rồi cho người chắc xem. Quá, cái thùng nhỏ nhỏ gì á. Còn cái tay Hoàng mới làm xong mọi người. Tại nó để muốn xài đại. Đó. Rồi. Mây. Đó vậy thôi, đơn giản em thôi, buổi sáng thứ bảy. Rồi. Khó khăn như thế nào. Rồi thôi.